một tình huống chính xác của Trần Đình Hoàng. Vâng, một cú vòng trái cực kỳ chính xác đã khiến cho Lee Ki Hoon bị choáng. Hiện tại anh đang ăn đấm liên tục. Vâng, một tổ hợp đòn quá tuyệt vời đến từ Trần Đình Hoàng. Choáng rồi. Mình cảm nhận là mắt mình bị nhòe đi, không thấy rõ. Cú vòng phải đáng đậm thương hiệu của Trần Đình Hoàng, ông vua của boxing Việt Nam. Vâng, một tổ hợp đòn quá tuyệt vời đến từ Trương Đình Hoàng. Choáng rồi, Lee Ki Hoon đang bị choáng rồi. Tới bây giờ thì cái trận đấu mà đáng nhớ nhất của mình vẫn là cái trận đấu SEA Games 2015. Chung kết trận SEA Games 2015 thì mình gặp đối thủ Thái Lan. Cái lúc mà mình cảm thấy dớt những đối thủ Thái Lan là vì mình mới vừa tập luyện, mình mới vừa tập boxing mà mình thi đấu. Tại vì cái trình độ của các vận động viên Thái Lan lúc trước á, nó rất là cao, nó nằm ở trên của mình vài bậc luôn chứ không phải là một bậc nữa. Hầu như là những lứa đàn anh của mình thi đấu mà gặp Thái Lan đều là thua, mà thua đau, thua nặng. Trận đấu hai bên thì cũng khá là ngang nhau, trình độ cũng trận đấu đôi công qua lại. Đối thủ rất là khỏe, rất là cũng thi đấu cũng rất là dày dạn và trận đấu cũng rất là kịch tính. Thi đấu nghiệp dư chỉ có 3 hiệp thôi, nhưng mà cái cường độ rất là nhanh, nó không có giống như là thi đấu nhà nghề là 12 hiệp hay là 10 hiệp. Nó và bắt đầu phát là mình đã phải ngay lập tức là phải dồn dập rồi, cho nên là cái cường độ rất là mệt, rất là cao. Thì mình cũng chiến thắng một tắc thôi, cũng hơn đối thủ hơn một tí thôi. Cảm xúc lúc đấy là nói chung là tới bây giờ thì cái trận đấu mà đáng nhớ nhất của mình vẫn là cái trận đấu SEA Games 2015 mà mình giành được cái chuyên vàng. Cái mục tiêu từ cái lúc mình bắt đầu mình tập luyện á là mình hướng tới cái chuyên vàng đó rồi, mà ba lần mình không giành được, tới cái lần thứ tư mình giành được thì cảm giác là tới bây giờ mình không có quên được cảm xúc lúc đấy, là không kìm được là mình cũng khóc luôn khi mà nghe mà cái tiếng của cà của mình vang lên, lúc đấy không kìm được nước mắt luôn. Tập võ từ năm 12 tuổi thì ban đầu thì không phải là thi đấu boxing là môn đầu tiên, mà tập tán thủ được một thời gian thì không thích hợp với lại cái môn tán thủ, nên là bị huấn luyện viên nói chung là mình bị trả về trong vòng nửa năm. Thì được một cái tin là đội tuyển boxing Đắk Lắk là tuyển chọn, thì lúc đó vẫn còn đam mê rất là nhiều, thì lên đăng ký tuyển chọn vận động viên boxing thì lại được nhận vào đội tuyển của Đắk Lắk. Đến năm 2009 thì bắt đầu từ giải vô địch quốc gia năm 2009 tới bây giờ là mình bảo vệ thành công được cái thành tích của mình trong nước và không nhận một trận thua nào từ đấy tới giờ. Nếu mà tính giải vô địch trong nước thì khoảng trên 20 chương vàng. Năm 2009 bắt đầu mình đã được vô địch quốc gia thì lần đầu tiên được gọi vào đội chính thức là nằm trong vận động viên được tham dự SEA Games. Lần đầu tiên thì đi thi đấu nước ngoài, lần đầu tiên bước ra nước ngoài thì vẫn cảm giác mình vẫn là một vận động viên còn non nớt. Khi mà mình ra sân chơi quốc tế năm 2009, 2011, 2013 thì mình mới chỉ đạt được cái chương đồng SEA Games thôi, không cải thiện được thành tích. Sau chiến thắng ở sân chơi khu vực, Trương Đình Hoàng tham dự vòng loại Olympic 2016. Tuy nhiên, chấn thương nghiêm trọng đã xảy ra. Cái trận đấu ở vòng loại Olympic thì mình gặp đối thủ người Turkmenistan. Thì hầu như là cái giải đấu vòng loại Olympic thì cái tính chất nó rất là kiểu như là khốc liệt ấy. Là vừa ngay vào thì mình và đối phương đã lao vào tấn công ngay từ lúc đó. Vừa vào thai thì mắt mình bị nhòe đi, khi mà mình nhìn không thấy rõ đối phương, nhưng mà vẫn
lúc đấy là chung là vẫn cố gắng để làm sao mà mình hoàn thành hết ba hiệp đấu. Xuống thì nói với huấn luyện viên là do hồi nãy mắt em không nhìn thấy được, mà không biết vì lý do vì sao mà bị như vậy, nên là xin phép ban huấn luyện để đi chữa, đi khám nhưng mà không tìm ra nguyên nhân. Khi lúc mà mình ngồi bình thường, mình bác sĩ đưa chữ gì mình đọc được chữ đó rất là xa, rất là nhỏ nhưng mà nhìn được. Nhưng mà khi mình hoạt động, mình di chuyển thì mắt mình lại bị nhòe đi, giống như là mình đá banh vậy á. Khi mà mình thấy trái banh chặn tới nhưng mà mình không đỡ được. Cái môn thể thao mà cái môn đối kháng boxing rất là nguy hiểm, mà con mắt của mình là không có nhìn thấy rõ, thì cảm giác là mình cũng rất là lo lắng cho bản thân mình. Cũng có nhiều chỗ để mình theo dõi, mình khám rồi mà nhưng mà vẫn không có thay đổi á. Nên là quyết định xin ban huấn luyện là cho về địa phương. Chấn thương mắt của Hoàng là hết sức nghiêm trọng. Vì em là muốn giải nghệ. Nói thật ra thì đấu huấn luyện viên mà trong một thời điểm đó vận động viên mình đang thời điểm cao thì bỏ ngang chân thì rất là hối tiếc. Sau hơn 2 năm nghỉ thi đấu, đôi mắt của Trương Đình Hoàng đã gần như hồi phục hoàn toàn. Năm 2018, anh nhận lời mời thi đấu trở lại, nhưng không phải ở hạng bán chuyên nữa. Lần này là sân chơi chuyên nghiệp WBA. Mình chuẩn bị cái trận đấu đó mang tính chắc là giành đai mà, nên là mình cũng chuẩn bị khá là tốt cho cái trận đấu đó, gặp một đối thủ cũng khá là khỏe và khó chịu. Đội bạn mà nằm Hàn Quốc đó, thì nói chung là cái trình độ mình đánh với mình họ trên rất là trên lệch. Thì từ mình là chuyên mình nhà nghề, mình là nghiệp dư chuyển qua chuyên nghiệp, nói chung là cũng có một cái mà nó gấp khúc lắm. Tối ngày 19 tháng 1 năm 2019, màn so găng tranh tài đai WBA Đông Á giữa Trương Đình Hoàng và võ sĩ người Hàn Quốc Lee Gyu-hun diễn ra với sự cổ vũ của khoảng 3.000 khán giả. Điều này cũng tạo ra đôi chút áp lực lên võ sĩ người Đắk Lắk. Cái hiệp 1 thì mình đã vào, mình tấn công. Ngay từ đầu thì có một pha là mình đánh đối phương gục xuống. Thì mình nghĩ trận đấu này mình sẽ kết thúc nhanh nữa, nhưng mà không ngờ là cái vận viên của Hàn Quốc khá là khỏe và khá là lì lợm, cũng khiến mình tốn khá là nhiều sức. Mục tiêu là mình có thể kết thúc ngay trong 3 hiệp đầu tiên, nhưng mà qua 3 hiệp đầu tiên thì cái đối thủ vẫn còn rất là khỏe, nên là mình thay đổi chiến thuật. Nếu mà mọi người xem lại thì từ lúc mình tấn công dồn dập thì qua hiệp 3 mình trở đi là mình đã thay đổi chiến thuật, là mình tỉa. Trải qua 10 hiệp đấu tra tấn thể lực, Trương Đình Hoàng giành chiến thắng thuyết phục về điểm số, qua đó đem chiếc đai vô địch WBA Đông Á về cho boxing Việt Nam. Cái lúc mà mình được chiến thắng ở trên ngay cái quê hương của mình và được rất là nhiều người khán giả, mọi người ở dưới để ủng hộ mình ấy, cảm giác là rất là hạnh phúc và tự hào khi mà mình giành được một cái thành tích gì về đấy cho đất nước. Sau trận thắng giành đai WBA Đông Á, vào tháng 2 năm nay, Trương Đình Hoàng tự tin bước vào trận tranh đai vô địch WBA chuyên nghiệp châu Á. Đối thủ lần này là tay đấm người Thái Lan Yutana Wanga. Võ sĩ này hơn hẳn Trương Đình Hoàng về kinh nghiệm cũng như thành tích khi có 14 chiến thắng, trong đó có 10 trận là thắng bằng knockout. Mình và ban huấn luyện là mổ băng khi mà thi đấu của cậu ta thì cũng có nghiên cứu những cái mà điểm mạnh và điểm yếu để mà mình tiếp cận trận đấu, có đưa ra một cái chiến thuật để mà mình thi đấu, nên là cứ thế mà theo giáo án của huấn luyện viên. Em cũng đã tính tới cái phương án là thi đấu 12 hiệp rồi, tại vì hiệp 1 mình tấn công khá là nhiều, nhưng mà đối phương cảm thấy là đối phương không hề hắn gì cả và vẫn còn khiêu khích mình đánh tiếp. Mình nghĩ là chắc là sẽ tốn 12 hiệp rất là mệt, không biết những trận hiệp cuối sẽ là như thế nào, nhưng mà do đối phương chủ quan ấy, hiệp 2 đối phương vừa chủ quan vừa và là mình tấn công, phải là từ lúc đấy đối phương rớt xuống và mất đi thể lực và tinh thần. Khi mà đối thủ vừa rớt xuống thì mình đã vào, mình tấn công dồn dập á, thì đối phương rớt xuống lần thứ hai là trọng tài là phải đếm, thì tiếp tục đứng dậy và mình dồn đối phương
liên tục là những đòn đấm rất là nhiều đòn á, từ bụng hay là mặt, và kết thúc bằng hai đòn vòng trái phải và đối phương rớt xuống. Lúc đấy là trọng tài dừng trận đấu và bên kia cũng đã quăng thăng rồi. Chiến thắng bằng knockout là thành quả ngọt ngào dành cho Trương Đình Hoàng ở sân chơi quyền Anh chuyên nghiệp. Nó cũng là một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên boxing Việt Nam có võ sĩ cùng lúc giữ hai đai vô địch WBA châu Á và WBA Đông Á. Đồng thời, nó cũng mở cánh cửa để quyền Anh nước nhà bước ra thế giới. Cái thành tích là một cái bàn đạp để mình cố gắng hơn, để động lực để mình cố gắng thi đấu cho những cái chặng đường sắp tới mà mình cố gắng để mình dành những cái thành tích cao hơn nữa, đem cái vinh dự về cho Tổ quốc và để cho mọi người nhìn thấy và yêu boxing hơn, quan tâm với boxing nhiều hơn, và cái nền boxing Việt Nam sẽ phát triển hơn. Mình muốn mình là người đầu tiên mình thi đấu thành công, mình là cái gương cho những đàn em để noi theo và cố gắng là mình đẩy nền boxing đi đến, và sau này có thể theo được cái nghề và kiếm tiền từ cái nghề này và có thể sống được với boxing.